Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay Xuyến sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái túi lọc gội đầu thiên nhiên Rebeauty ha. Cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Xuyến chuẩn bị một cái thau bằng inox, một cái gói túi gội, và Xuyến đã chuẩn bị sẵn một cái bình nước sôi. Bây giờ Xuyến sẽ đổ nước sôi vào trong cái thau này. Mỗi một cái gói, cái này là Xuyến đang sử dụng cái gói đặc trị nha cả nhà. Mình sẽ sử dụng khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước cho một gói này. Rồi, sau khi mà mình đã đổ nước sôi vô thì mình chỉ việc để đi im đó khoảng 5 đến 10 phút cho cái nước, cái tinh chất trong cái túi này nó ra. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là chúng ta có thể dùng một cái cây kẹp nước đá này, cái cây kẹp nước đá để mà mình kẹp cho cái túi này nó ra cái tinh chất nó nhanh hơn, tại vì nước nó còn nóng á, mình không có thọt tay vô để mình bóp được, thì mình lấy cái cây này mình gấp cũng được, hoặc là mình có thể chờ, nếu mà có thời gian nhiều thì mình có thể chờ nước nguội hơn để mình có thể đưa tay vô mình bóp được cái túi. Rồi mình có thể chừa lại một ít cái nước túi gội này để mình pha một xíu, mình pha là mình xả lại tóc, mà mình không cần xả bằng nước lạnh nha mọi người. Nhiều người vẫn thắc mắc là sợ là cái túi lọc này nó không có bọt, liệu nó có sạch hay không, thì giờ Xuyến cũng chia sẻ với mọi người là cái thành phần bồ kết trong cái túi gội này nó rất là nhiều, và bồ kết là một cái thành phần mà làm sạch tự nhiên, và cái bọt nó cũng rất là tự nhiên. Mọi người thấy khi mà Xuyến đánh cái bọt, đánh đây nè, thì nó vẫn có bọt, nhưng mà có bọt nhưng mà cái bọt nó không có nhớt giống như là những cái dầu gội thông thường mà chúng ta thường xài. Đây, bọt nó cũng rất là nhiều chứ không phải là ít nha mọi người. Và chúng ta có thể quan sát là cái bọt á, cái bọt từ cái chất tự nhiên này thì nó vỡ rất là nhanh, nó rất là nhanh vỡ, mà mình sẽ nhìn thấy cái nó, mọi người thấy không, thấy nó vỡ rất là nhanh, và mình sẽ rất là nhanh thấy cái khoảng trống nó vỡ liên tục và rồi vỡ rất là nhanh. Và chính vì cái bọt nó vỡ nhanh gì chứng tỏ là nó không có bám sâu trên da của mình. Nó mọi người thấy không, nó vỡ rất cực kỳ nhanh luôn. Nó bây giờ thì mình có thể đã nhìn thấy những cái khoảng trống nhỏ rồi đó. Những cái bọt mà nó chậm vỡ thì nó sẽ giống như là giữ lại một cái lượng quá chất, và cái thời gian nó có thể thấm sâu vào da của mình. Nhưng mà ở đây cái bọt này từ thành phần bồ kết hoàn toàn tự nhiên, cho nên là nó nhanh, rất là nhanh vỡ, và nó sẽ không có lưu lại trên da của mình lâu. Chính vì vậy mà nó rất là an toàn, kể cả đối với trẻ nhỏ. Ở nhà của Xuyến bé nhỏ sắp sửa 2 tuổi, 23 tháng, Xuyến vẫn sử dụng cho bé từ hồi lúc bé khoảng mười mấy tháng đó. Và đặc biệt là cải thiện cái tình trạng mà đổ mồ hôi trộn rất là tốt. Đó, mọi người thấy không, cái lớp bọt dày vậy nhưng mà giờ nó đã vỡ hết rồi, mà mình nhìn thấy được những cái bọt nó liên tục nó vỡ luôn. Và nếu mà mọi người có để ý thì khi mà mình sử dụng cái xà phòng, cái nước giặt, hoặc là cái những cái dầu gội mà từ hóa chất á, thì mọi người để ý cái bọt nó rất là chậm vỡ, mà nó lưu lại cái thời gian rất là lâu. Tạm biệt mọi người nha.